Dù là một con người ngồi ở đây hay con người ngồi khắp nơi nơi đang nghe công đoạn này, quý vị là một con người nghèo nàn, bèo nheo, bệnh hoạn, tật nguyền, nhà không có một cách. Nhưng quý vị phải tin Đức Thích Thế Tôn Ngài nói một câu, khi Ngài thành Phật Ngài nói một câu: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, và tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tướng và trí tuệ phước báo giống Như Lai. Đầy đủ hết cái bên trong. Nhưng vì sao nghèo? Vì sao làm súc sanh? Vì sao làm ngạ quỷ? Vì sao ở trong địa ngục? Do tâm đó sanh ra. Cái tâm mỗi ngày sân hận câu có, bực bội rồi, gặp cái gì cũng tức 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 tức. Có không? Có những người tức vậy không? Quý vị thấy có những người tức kinh khủng luôn. Khi mà nóng rồi đụng tới họ là sân si, đụng họ là sân si. Quý vị thấy có những bà ngoài chợ bán đồ không? Có những ông chạy xích lô, có những ông chạy xe ôm, có những ông không biết tu không? Tức tối những bà mà gọi là sân si không? Chữ chồng sùm, la lối sùm. Ai buôn bán lợn hỏi mà không mua chữ một chạch, ghê gớm không? Cái miệng quát 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 quát. Thế ghê chưa? Cái tâm sân hận đó là nhân. Mà cái quả báo là gì? Quả báo tương lai ở trong địa ngục. Sân hận là nhân, quả báo ở trong địa ngục. Vì cái nhân sân hận này cực kỳ mạnh, nên cái quả báo chiêu cảm là mình ở trong địa ngục. Nhưng cái tự tánh phước báo nhân duyên trí tuệ giống Phật thì đầy đủ bên trong, ẩn bên trong. Còn cái hiện ở bên ngoài là nó phát triển cái nhân cực kỳ mạnh. Mà mình không phải là cái nhân tu, không phải nhân bố thí cúng dường, không phải cái nhân bố thí pháp, không phải là cái nhân phóng sanh ăn chay, mà là cái nhân sân hận cực kỳ mạnh phát diễn ra bên ngoài. Sức hồi hộp luôn mà giận. Hiểu không? Nó đầy đủ, nhưng mà bây giờ cái nhan sân hận nó mạnh quá, nó khoát ra. Thì chúng ta một hơi thở cuối cùng mà chúng ta ra đi thì cái nhan này nó mạnh cực kỳ, thì chiêu cảm cái quả báo là ở trong địa ngục. Bây giờ chúng ta tham lam cực kỳ, tham, tham là đi đâu cũng gom, đi đâu cũng gom, đi đâu cũng góp đem về. Trời ơi, đi đâu cũng lụm đem về thôi. Chỉ biết gia đình mình, biết con mình thôi. Keo đến mức mà keo, keo như kẹo kéo luôn. Keo như vậy, tham quá nặng rồi. Tham đủ loại luôn. Tham tiền, tham tình, tham sắc, tham tùm lum, tham nhiều dữ lắm, quá tham. Cái nhân này mạnh cực kỳ, khi thọ mạng đến chết thì cái tâm tham này mạnh quá, chiêu cảm đẩy thẳng vào lò ngạo quỷ luôn. Mà quá tham rồi bị nghĩ đi, không ăn uống cái gì được hết trơn, ngạo quỷ đói khát. Mà toàn là ăn những cái thứ dơ giấy mà 500 năm liếm được một miếng đàm. Trời ơi, quý vị nói trời trời, ghê vậy. 500 năm không ăn được cái gì mà còn sống. Đúng rồi, quả báo mà, nó để bị chết hả? Để bị chết thì đâu có chịu quả báo. Đói như vậy mà 500 năm, cổ như cái kim, bụng bự như cái trống. 500 năm không ăn được cái gì cả. Liếm được miếng đàm người ta khạc ra, mà vừa khạc miếng đàm, khạc ra vừa hít một miếng mũi, hỉ một miếng mũi, liền xuống quỷ chạy lại giành, giành nhau để liếm được miếng đàm đó. 500 năm được liếm một miếng. Trời ơi. Nên quý vị biết rằng ở trong nhà vệ sinh, vì sao mà trong nhà Phật nói đi bước vô nhà vệ sinh gọt rửa ba cái? Vì loài quỷ đang ăn máu mủ hôi tanh đồ dơ bẩn ở trong nhà vệ sinh đó. Nên gõ cửa 3 tiếng là báo tin là tôi vô đi vệ sinh để người ta tránh. Vì sao bằng đêm không cho ăn? Trong giới kinh bằng đêm không cho ăn. Vì bằng đêm mình ăn thì quỷ đói ngóng cổ lên nhìn thèm. Mà ngóng cổ lên, cổ nhỏ như cây kim, thì ngóng lên mình nhìn thì sao? À, chứ sao gãy cổ. Cái tâm từ bi đó mà Phật giới giới không cho ăn đêm. Còn mình bây giờ nó đói quá, bằng đêm mà mình không cho nó ăn thì con người mình trước nhất nó đói, nó đói mà nó không chịu tu. Thôi thì cho nó ăn đại đi. Đúng không? Cái lòng tham ghê chưa? Đó. Dù bạn giàu sang cỡ nào mà bạn mang cái lòng tham đó bạn tiêu rồi, bạn đọ vào lò ngạ quỷ. Bây giờ đơn giản trong kinh Du Lan thì thấy rõ ràng không? Nói bà Thanh Đề khi mà bà đọ xuống dưới địa ngục, bà làm quỷ đói, vì thấy chưa? Con của bà là Tôn giả Mục Kiền Liên, tu hành chứng quả A-la-hán rồi, quán sát theo mẹ đang ở đâu thì đang đọ trong lò ngạ quỷ đói khát. Thấy mẹ thương tâm như vậy, Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần lực đi xuống dưới đó và đem cho mẹ một bát cơm gói, đem cho mẹ một bát cơm ngon lành thơm phức. Vậy đó mà đem xuống đó đưa cho bà bát cơm. Trong tâm lúc đó bà dừng lại lòng tham, bà cầm bát cơm lên. Nhưng mà lúc mà bà cầm bát cơm chuẩn bị ăn thì lại khởi lòng tham. Là sao? Vì sợ chúng quỷ giành giật cơm của bà,
nên bà lấy tay bà che lại, bà sợ quỷ giật cơm của bà. Nên lòng tham rất chiêu cảm, bà vừa lấy cơm mà chuẩn bị bỏ vô miệng ăn thì tức khắc khóa thành than lửa, lửa có nuốt được đâu, đúng không? Rõ ràng không? Lòng tham á, tham nên không ăn được. Nếu như lúc đó bà dừng lòng tham lên luôn là bà ăn được liền. Nhưng mà bà không dừng lòng tham, bà sợ người ta lấy, thì cuối cùng bà tham, tham thì không ăn được. Đó, quý vị coi rõ ràng không? Nên bây giờ ông bà cha mẹ chúng ta, vì chúng ta mà tạo nghiệp quá nặng rồi, bây giờ họ đang đọa lạc trầm luân khổ đau kìa. Nên mỗi một con người chúng ta về đây tu nghe như vậy, quý vị cảm thương cho ông bà cha mẹ mình đang đọa lạc đó. Quý vị coi ông bà cha mẹ từng đời của chúng ta, quý vị xem lại coi ông bà cha mẹ mình có tu không, hay là phần nhiều tạo nghiệp rất là lớn. Có nhiều người không tu hành gì, họ nói tu hành cái gì, tôi sống tôi lo làm ăn kiếm tiền chứ tôi đâu có hại cha thuốc chú ai đâu mà tu hành cái gì, tôi làm đúng lương tâm tôi thôi chứ tu hành cái gì. Nói thì nói như vậy chứ nhiều cái lương tâm của mình nó sai quấy vô cùng, chứ đừng có nói mà nói chuyện đơn giản. Nghe đạo đây mà nhiều cái chúng ta còn làm sai, không chỉ là không nghe đạo, chúng ta làm đa dạng cái việc sai, tại vì chúng ta không biết thôi. Họ nói thì khỏi tu, hiểu không? Nên từ nó đó quý vị biết rằng ông bà cha mẹ chúng ta phần nhiều đọ lạc hết trơn rồi, nên đang trông chờ chúng ta đó, đang trông chờ mình đó. Vậy mà nhiều con cháu mỗi năm còn xả xuống nữa đó, nó không nâng lên mà nó còn nhặn xuống. Bằng cách nào? Là mỗi năm đám dỗ sát sanh hại vật, làm đám dỗ linh đình sát sanh hại vật, mà nhậu cũng ly âm âm. Vậy mà nhiều người khen công nhận anh, tôi thấy được đó nghe. Trời ơi, năm nào đám dỗ gì đâu mà lớn, quá trời lớn luôn. Bia mua chắc chồng chồng, mằng mấy con bò, mấy con heo, gà, vịt, bao lá, thịt thà đầy đủ. Công nhận anh, đặc biệt anh là con Hiếu á nghe. Con Hiếu á, tôi nói thiệt á, không có ai như anh đâu nghe anh. Anh hai, anh Hiếu lắm á. Quý vị thấy không? Làm đẹp mắt người đời. Nguyên một cái dạng toàn là ngu si, cuối cùng đi khen nhau để mà tạo ra nghiệp chướng. Bản thân còn sống tạo nghiệp chướng, còn đem cái nghiệp chướng đó để cho ông bà cha mẹ, để ông bà cha mẹ bị nhặn chìm ở dưới đó càng sâu. Nên thảm thương quá, không biết kêu ca cùng ai. Thảm thương vô cùng, sự khổ đau cùng cực mà năm nào cũng xả xuống, xả xuống. Quý vị coi bây giờ ngồi ở đây, nếu ai là con cháu, hoặc nghe qua công đoạn này, ai là con cháu mà mỗi năm vẫn còn sát sanh hại vật để cúng ông bà cha mẹ, là quý vị đang luyện đá xuống cho ông bà cha mẹ, đè đi, đè cho ông bà cha mẹ dính ở dưới luôn đi. Thấy không? Rồi cái gì? Đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà, đốt con gái, đốt người làm xuống để phục vụ xạo. Nếu mà là làm được như vậy thì tao cũng đi xuống âm phủ luôn nữa, khỏi lên thiên đàng. Vì sao? Tôi xuống dưới âm phủ chứ, nhờ mấy thằng đệ tử đốt lay rai hoài, cứ một tháng đốt 10 đứa con gái khác cho tao, lựa mấy cái hình người mẫu mày chụp mày gỡ cho tao, đúng không? Vậy thì tao xuống âm phủ tao sống cho nó ngon lành. Rồi tao muốn ở nhà mày, cứ một tháng mày đốt một căn nhà khác cho tao, mày coi căn nhà nào đời mới, villa biệt thự gì đó đẹp vô cùng, mày chụp hết cho tao, mày đốt mày gỡ cho tao. Mày mày hiếu đó gì là được, ở dưới đó tao nhà bao la, có người làm bao la, rồi mày đốt vài người phục vụ nữa, rồi mày lựa mấy cái đứa mới xa ngon lành đốt tiếp vài đứa nữa. Xuống dưới một đứa thì mới xa đầu, một đứa thì mới xa tay, một đứa thì mới xa hai cái chân, một đứa thì mới xa cái lưng. Đúng không? Ôi ôi, cái gì cũng được mà. Rồi mày vô trong cái chỗ tập tạ, mày chụp mấy tấm hình cái câu lạc bộ tập tạ, mày chụp mày gỡ cho tao, để tao xuống dưới tập tạ đồ chơi chứ. Đúng không? Vậy thì quá sướng rồi. Cái chuyện đùa tự nhiên, cái cõi gọi là hữu hình và vô hình, làm gì nhận được, chỉ có công đức phước duyên hồi hướng là được thôi. Tại vì chúng ta mê hoặc điên đảo nên làm chuyện sai lầm, thương ông bà cha mẹ mà hại mình hại người, hiểu không? Bình tĩnh suy nghĩ nghe. Nếu như cái việc đơn giản như vậy thì đâu có chuyện khổ đau trong cõi tam đồ, hiểu không? Phải tỉnh nghe quý vị. Nghe đạo mà nghe chuẩn như vậy thì tỉnh liền đi. Nên chân thật mà phát tâm làm điều tốt đẹp cho ông bà cha mẹ. Còn nếu như không có khả năng làm được thì mỗi năm đám dỗ đi vô đây chúng ta tu, tránh xa chỗ đó luôn. Gia đình làm đám dỗ cho ông bà cha mẹ sát sanh này vật, chúng ta biết tu ăn chay khỏi đến luôn. Vì khuyên không được rồi, được rồi, ngày đó tôi đi con đường tôi, anh đi con đường anh, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.
không? Từ nơi đó mới vô chùa tu ngày hồi hướng cho cha mẹ. Giết ai làm tốt được tốt, giết ai làm xấu chịu quả báo xấu. Hiểu không? Nên từ nơi đó rồi chúng ta mạnh dạn đời này phải giảng sanh về cực lạc, rồi chúng ta có cơ hội cứu thân bằng quyến thuộc liền. Hiểu không? Về cực lạc mới cứu được. Về cực lạc mới cứu được nghe. Quý vị nói tình thương ở đây đúng là giả tạm. Hiểu Phật pháp rồi mới thấy rõ ràng giả tạm. Bây giờ quý vị coi cha mẹ ông bà của mình thương yêu mình vô cùng, sát sanh hại vật vì mình, làm bao nhiêu tội lỗi vì mình đúng không? Chết đi đọa làm súc sanh ở bên cạnh mình. Chúng ta còn cái phước làm người, chúng ta ăn thịt con gà, con heo, con chó này là ăn thịt ông bà cha mẹ của mình. Như vậy mà mình nói tình thương gì? Vì thai hình đổi xác chúng ta không biết đó là ông bà cha mẹ mình. Nên chúng ta ăn nhau, nên Phật có nói là ăn nuốt lẫn nhau. Nên cái sự ái nhiễm của người thân là chiêu cảm cảnh giới gần bên mình. Ông bà cha mẹ mình quá thương mình, ái luyến mình, thương con cháu, chui vào bụng làm con cháu. Đó là cũng còn phước làm người đó nghe. Nếu như không có cái phước làm người như vậy thì trở lại làm gì? Làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, làm heo ở trong nhà đó. Vì coi đáng sợ chưa? Nên Phật mới nói rằng là ăn nuốt lẫn nhau. Đó, nên quý vị coi, nên con người mà keo kiệt là rồi, cái như là chịu thua rồi. Mà con người keo kiệt làm sao hướng đạo? Họ quá keo kiệt, họ không tu đạo được. Quý vị coi đi đến chùa mà cúng dường cho Phật mà còn lựa tiền lẻ mà. Quý vị biết quý vị lựa tiền gì cũng được, nhưng do cái tâm keo kiệt mà sanh nghèo nàn thôi. Do cái tâm keo kiệt mà sanh nghèo nàn. Nếu bây giờ những đức mà keo kiệt làm sao những đức nuôi bao nhiêu trăm bà già? Làm sao hàng Phật tử về đây keo kiệt là không có duyên. Nên ai đau chân thẳng chân đi quý vị, ngồi đau chân lắm, thông cảm không sao đâu nha. Đau chân dữ lắm, cứ thẳng chân không có sao cả. Thẳng đi, thẳng vô mặt như đức nè. Chứ không phải thẳng vô mặt Phật nghe chưa. Không sao đâu, nói thiệt lòng mà cứ thẳng chân đi. Những đức mà ngồi dưới những đức cũng đau dữ lắm, nói thiệt á. Mình si mình ra người thôi, hiểu không? Không có sao đâu, đừng có ngại. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình nghe đạo rồi nên mở rộng tâm lượng ra. Những đức nói đây không phải là quý vị đi mượn tiền mượn bạc cúng dường đâu. Nhưng mà nói đây là quý vị đừng bao giờ mang một cái tâm keo kiệt để sống trong cái cuộc đời này, uổng lắm. Uổng lắm quý vị à. Nên tất cả tiền bạc những đức có được mà làm những việc thiện, việc tốt, những đức mừng vô cùng. Chuẩn bị tổ chức người khiếm thị nữa. Lúc này dư được vài trăm. Đúng không? Dư vài trăm là chuẩn bị rồi đó. Chuẩn bị tổ chức chương trình khiếm thị. Đúng không? Nên những đức nói tất cả những người giàu sang phú quý muốn rửa tiền đúng không? Nhiều người giàu lắm, giàu lắm có tiền đi rửa đâu, rửa casino, rửa cá độ đá banh, cá độ đá banh, đá gà, quýnh bài, đi rửa cho đó không ngon, chỉ chỗ cho rửa, rửa ngay người mù, không? Rửa ngay cái chùa đang xây nè, để lại cho hậu thế. Trời ơi, chúng ta có một chút nước à, mà chúng ta đổ vào biển thì hòa chung cùng với biển sống lạp, đúng không? Chúng ta có khi phụ cắt một ngôi chùa, phụ cắt một cái nhà nuôi người già, một ngày nào biết đâu chúng ta cũng có cái duyên vô trong đây mình ở luôn á. Cuộc đời ai hiểu được ngày mai, hôm nay người khổ ngày mai tới mình đó. Thấy chưa? Xuông vậy chưa? Nó nên hôm nay người khổ ngày mai tới mình, đừng có nói lên voi xuống chó mấy hồi bạn ơi. Nói cho quý vị biết, hôm nay thịnh vượng vô cùng, ngày mai nghèo sơ nghèo xác, ai mà hiểu cho mình đây? Trời ơi, thì biết nhiều lắm quý vị ơi. Có những đứa con đứa cháu mà nhà giàu vô cùng, như là công tử với công chúa vậy đó. Vậy mà giàu chưa được bao lâu thì cha mẹ nó sạt nghiệp. Mấy đứa con này đi làm không làm được việc gì. Con trai đi hút chích xì ke, đi ăn cướp, ăn trộm. Con gái đi làm chuyện mại dâm đứng ngoài đường. Có không? Chứ vị nói chuyện giỡn mà. Nên từ đó cái nghiệp duyên nó đến nó với quý vị cấp kỳ. Có những gia đình giàu vô cùng mà nó không có cái nền. Giàu dữ lắm mà không có nền. Không có nền của phước báo, tu phước tu duyên. Nên nó tuy là giàu nhưng mà giống như các nhà trên các biển Đông vậy đó. Sập một phát tiêu. Quý vị ở ngoài đời thấy rõ ràng không? Có nhiều người giàu vô cùng, tiếng tâm lừng lẫy giàu thấy ghê luôn. Như vậy mà một phát một
bung ra một cái nợ nần chồng chất trốn đi luôn, rồi vô tù ở luôn, có không? Có mà. Đó là do cái gì? Do giàu mà không có đức. Không, giàu mà không có đức. Nên người ngoài đời không tu thôi, người ta cũng nói câu này nè: nhà ai mà con cái ngoan ngoãn, có tiền bạc đầy đủ, gia đình sống hạnh phúc, thì chờm sớm nói câu gì? Công nhận cái nhà có phước ghê, con người ta ngoan, hiền, dễ thương, gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, nhà công nhận có phước ghê. Họ biết nói câu này, nhưng họ không được nghe cái việc tu phước. Gia đình có phước mới tốt như vậy, mà họ không tu phước làm sao có? Phước có là từ tu mà ra, mà không tu làm sao có phước, hiểu không? Nên cuộc đời nhận thức rõ ràng chỉ số mệnh nè. Bây giờ sống vui, sống tốt, sống có ý nghĩa là nhờ gặp Phật Pháp. Nên nhận thức nói rằng Phật Pháp cứu đời tôi. Nói rằng không? Phật Pháp cứu đời tôi. Nè, Phật Pháp cứu đời tôi rõ ràng luôn nè. Mà Pháp môn tịnh độ cứu đời tôi. Chưa chắn Phật Pháp cứu đời mình mà những Pháp khác đâu nghe. Thôi khi tu các Pháp khác chúng ta vô không nổi, chúng ta bỏ cuộc đó. Nhưng phải nói là tịnh độ niệm Phật cứu đời tôi. Nên tất cả những người khổ đau cỡ nào chỉ cần nghe tịnh độ là có cơ hội. Như những con người này vậy đó. Thấy không? Nó bây giờ nói thật sự mà nói thì làm những việc này việc kia làm được. Nó xây chùa chiền, xây nhà cho các cụ ở làm được. Ngày xưa một cái chòi cắt cho mình còn chưa có. Trời ơi, 11 năm ở trên thành phố mà có nhà cái nào đâu. Nó, vậy mà mười mấy năm đi tu có nhà. Đúng không? Mà có người thân nhiều nữa chứ. Người thân, đúng không? Ngày xưa mười mấy năm ngoài đời toàn là bạn nhậu, bạn xì cầu que không. Bữa đó đang đi ngoài đường, đang chạy xe ngoài đường, tự nhiên cái chú ông chở mình đang đi, tự nhiên mình nhìn qua mình thấy năm thằng ngồi cái chân chỗ vỉa hè nhậu. Mình nhìn nó nhậu mà nó la lối ông sùm, mặt mày kênh cũng ly la ông sùm. Tự nhiên Như Đức nói với cái chú mà chở Như Đức, Như Đức nói: đúng là tỉnh mới thấy mê, ngày xưa mê không thấy gì. Tôi ngày xưa Iran năm thằng đó luôn. Ngừng xe lui lại chút tôi coi coi. Nhớ lại vĩ vãn ngày xưa quá. Những đức ngày xưa cho thành phố này, quý vị biết rằng đường Sư Nguyệt Ánh, cách mạng tháng 8, rồi đường Nguyễn Du này kia, đồ lề đường, mấy cái dĩa hè đó quý vị. Bạn bè đồ mua bia hơ đồ về, chạy chiếc chiếu, có khi không có chiếu luôn, chớ ngồi dĩa hè luôn. Nó nhậu la lối sùm, nó mua xương sọ đồ về nhai chớ. Đấy, nhậu xong la sùm, ngồi giữa đường la sùm chứ. Chú xỉn quá, quay ra lề đường tiểu. Trời ơi nè, nó đây là 100% luôn nè. Ai biết được ngày hôm nay? Không ngờ luôn. Có nhiều bạn bè nó gặp lại nó, ủa, nó nói chuyện như ngày xưa mà. Phải bạn không? Nhưng Đức nói nó đó. Nó đó. Nó, ủa bạn hả? Tôi coi thấy bạn giảng mà tôi trong lòng tôi nói không phải, không biết phải bạn không. Tôi vẫn còn nghi. Trời ơi, bạn tôi sao? Ai nhập bạn ị? Nó rõ ràng luôn, ai nhập bạn ị? Ngày xưa tôi chơi với bạn, tôi thấy rõ ràng bạn là cái thằng hư nhất trong cái nhóm bạn luôn. Hư mà lầy, quậy phá, lộn xộn nhất. Tối ngày nghĩa khí không còn cắt. Nghĩa khí không còn cắt bạn nào chứ. Mà nghèo muốn làm giàu không à. Như thường kể bị nghe mà. Nhiều người bây giờ bị nghe gì, bị không biết có đột phá không. Nhiều người khổ vì cái nghèo mà làm giàu. Đây, tôi nè. Ngày xưa sống trong thành phố, thấy người ta mua được đâu vài tay, ông chủ mua vài tay đẹp chứ ghê. Hỏi ông chủ mua vài tay nhiêu, ông chủ 2 triệu mấy. Trời trời, 2 triệu mấy mua đôi giày. Thôi được rồi, tôi sẽ mua đôi giày giống giày ông. Đi ra chợ Dân Sinh, chợ đó nó bán đồ nghĩa địa nhiều, đồ nhái nhiều bao la luôn. Mua đôi giày y gan đôi giày ổng luôn, nhiêu? 150.
Mua xong ra ngoài mang vô nghe, xạo lắm, nghèo mà xạo kịch kinh khủng lắm. Xong cái đầu bạn đồ nhái không à, thấy là bạn đồ sang trọng mua y ren. Bạn đồ sang trọng ra, người ta mua bộ đồ thí dụ như 1 triệu, ra mua đồ 200 ngàn bộ. Đồ y ren luôn mà đồ dởm. Bạn vô thì vài lần thì cũng y ren có khác gì đâu. Rồi thấy người ta mua đầu vớ trắng xịn, mua đầu vớ 2 ngàn, màu trắng mang vô luôn. Giày đen đồ ngon lành lắm. Thấy người ta mua cái mắt kiến đen cũng ngon, mua cái mắt kiến nghĩa địa không thấy đường, mang luôn. Ngồi trên xe cho người ta chở không. Tại vì sao? Vì không thấy đường chạy. Còn khi chạy thì dắt đây. Ghê lắm nha, dắt đây. Còn khi đi vô quán ngồi mang vô, mang vô mà cứ đưa cái mắt kiến ngay lên mũi để nhìn người là nhìn gì nè. Kinh khủng như vậy, nghèo muốn làm sang. Không biết ai có cái bệnh này hay không, sửa lại liền đi, càng sớm càng tốt. Cái bệnh này hình như là đa dạng luôn. Nghèo mà muốn làm màu, mà làm sang, hiểu không? Khổ té tu luôn đây nè. Khổ trời ơi. Ôi, nghèo muốn chết luôn, vậy tự lao được. Vậy mà bản đồ xinh xịn vô mang giày trắng, đồ vô mang kiến đen, đồ ghê gớm lắm, vô ngồi xuống kêu đánh giày. Trời ơi, đánh giày kịch liệt luôn. Giày dở mà cũng đánh. Nó nói anh ơi, giày này sợ đánh nó bị chày quá. Nó mày đánh nhẹ nhẹ giùm tao. Kinh khủng không? Nó đây nè. Trời ơi, thay đổi liên tục. Vì sao? Vì mang có 1 lần 2 lần là xuống keo hết chân. Nó nên từ đó thì biết rằng nè, cho thành phố xạo nè, xạo số 1 luôn. Nó nhậu nhẹt bê tha hư hỏng. Không ngờ gặp Phật Pháp. Lạ thay, nhân duyên gặp Phật Pháp. Phật Pháp cứu cuộc đời mình. Nếu như tới bây giờ vẫn còn thành phố, trời ơi, mùa dịch thì chắc chết queo rồi quá. Vì vậy biết rằng ăn thịt uống rượu, ôi ôi, sát sanh hại vật, thợ nấu, nấu 10 mấy năm giết bao nhiêu con vật rồi. Mà quý vị biết là thêm 10 mấy năm nay mà nấu ăn nữa thì dịch này chết queo rồi. Nó chết queo rồi, chứ đừng nói mà thêm nhậu nhẹt nữa. Mà còn lấy nhậm vợ sida nữa là tiêu luôn. Ngày xưa mà bộ nghèo nàn có đó, ai mà chịu lấy mình đấy. Cũng là tốn nào gặp tốn nấy thôi. Thì cuối cùng cũng khổ te tua quý vị, thấy không? Đó, thì bây giờ mà gặp con đứa con nữa, trời ơi, không còn được như ngày nay đâu. Hiểu không? Bèo nhèo. Trời ơi, nó khổ, đừng có nói nữa. Nhớ ngày xưa mấy anh em đây biết có ai uống rượu chuối không? Trời ơi, nó khoa kiểu mà nó bỏ miếng cồn gì vô, nó làm rượu chuối. Uống rượu chuối vô, nó say muốn ăn chết, nó ói muốn le lử luôn. Sáng mai đứng nấu ăn, vịn cái cột mặt là bởi vì mình thấy đúng rõ ràng luôn. Gặp Phật Pháp hay ghê. 10 mấy năm nay không nhậu, ăn chay, phóng sanh, làm việc thiện, hướng dẫn người tu. Tự nhiên lạ thay, bởi vì bạn bè nó gặp nói, phải bạn không? Nó đó. Tại sao bạn làm được như vậy? Nhờ Phật Pháp. Bạn sao rồi? Mấy anh bạn nói te tu, thằng nào thằng nấy tiêu hết rồi. Còn có một bạn chết queo, xe đụng. Mà chuyên gia ngày xưa như Đức Ngồi Sen đó chở không? Xe đụng nó chết queo. Phải chi không đi tu coi chừng nó chở chết queo luôn. Vì coi trời ơi, đúng là nó may phước thì ghê thiệt. Chắc là cái duyên phước gì hay không? Tự nhiên bây giờ đi tu sao mà quyến thuộc bây giờ nhiều quá. Mà cái duyên những đức ngày xưa ngoài đời bạn cũng nhiều, nó bạn nhậu mà. Bạn nó hư còn hơn cái thứ gì nữa. Tối ngày nó rủ mình đi nhậu không? Ngày xưa những đức ngoài đời là bèo bèo ngày phải 3 cử. Ghê thiệt chứ. Nhậu ngày 3 cử. Cử nào thầy? Buổi trưa không ngủ đi uống chập. 5 giờ uống chập. Nghỉ ngơi một chút, 10 giờ uống chập. Cứ là uống thường xuyên như vậy. Uống với gòi giống người, trong người rượu không vậy? Với cái mặt kỳ cục lắm. Đờ. Gặp cái bà già rụng răng, uống rượu xỉn vô gặp nó. Chào nàng. Nó nhậu xỉn rồi, chậu nó gặp bà già nó là chào nàng.
Kinh khủng chưa? Bởi vì những đức nói, bởi vì Phật nói, thấy chưa? Uống rượu là ngu si. Ngày xưa uống rượu nhiều quá nó ngu si, thấy không? Tâm tư nghĩ tầm bậy không? Toàn là nghĩ tầm bậy không? Mà ngồi xuống một cái là tính toán giàu sang, tính toán dư của cải, chuyên gia luôn, làm có dư tiền. Nhưng mà tết một cái là ngồi lại, ngồi suy nghĩ năm nay làm lương tháng nhiêu, rồi bắt đầu là cuối năm sẽ dư, năm nay quyết định phải dư, phải tích lũy, phải chuẩn bị tiền dư mới được, phải dư mới được. Vậy mà mười mấy năm không dư một cách. Không biết có ai mà mỗi năm đều tính năm nay dư không ta? Mà cuối cùng cả đời cốt khỉ dân quần cốt khỉ luôn. Đúng rõ ràng chỉ có Phật Pháp mới giúp cho chúng ta thăng hoa thật sự luôn. Nên có nhiều người cho rằng là bây giờ con của mình đi học nước này nước kia để sau này có được cái cơ hội lập sự nghiệp lớn trong cuộc đời. Nhận Đức nói quý vị biết, nếu nó không có phước mà nó chỉ có học vị mà nó không có đạo đức, thì dù có học vị đi chăng nữa thì cuộc đời con mình khổ vẫn là khổ 100% luôn. Nên con người này là cái mẫu hình quý vị thấy rõ ràng luôn. Chỉ cần nghe đạo, nếu như một người cư sĩ bình thường nghe đạo, nghe tu nhân tích đức nghe, người này vẫn là sống đặc biệt luôn quý vị. Cư sĩ cũng sống đặc biệt nữa. Nên những đức khuyên quý vị đủ duyên gặp Phật Pháp làm cư sĩ. Làm cư sĩ nghe đạo tu đặc biệt hơn. Còn từ khi cái duyên quá dính mùi rồi, có người để thỉnh quý vị xuất gia luôn. Mà bèo gì cũng mời ba lần hả xuất gia. Cái đó là duyên nó quá dày, người này quá đặc biệt rồi mới xuất gia. Còn đừng có tự nhiên vừa nghe Phật Pháp một cái chạy vô chùa xuất gia cho con đi, xin xuất gia đi. Đừng, từ từ. Chưa xuất gia là còn có cơ hội để nhìn nhận. Còn cạo đầu một cái là coi chừng dính chân luôn. Cạo đầu một cái dính luôn, thấy không? Nên từ nơi đó kinh nghiệm nè, kinh nghiệm nó đi qua chia sẻ chân thật. Vì tôi cũng không phải mong mỏi để cầu đệ tử nhiều đâu. Nếu tôi mà muốn đệ tử nhiều thì tôi nói đi xuất gia vô đây này kia rồi, đúng không? Nhưng mà tôi khuyên quý vị có con cháu muốn đi tu, suy nghĩ cho kỹ, tìm hiểu Phật Pháp cho kỹ. Tuy Phật Pháp là đặc biệt nhưng không phải ai cũng hướng dẫn đặc biệt đâu. Có khi bị vô ngay cái chỗ nó không có hướng dẫn Phật Pháp chút nào, quý vị là cũng tiêu luôn. Tiêu á, cho quý vị biết, đừng nói giỡn. Mà cạo đầu cái người ta biết hết trơn, mình xuất gia cạo đầu rồi bước ra khó. Thà làm cư sĩ bình thường đi. Nên tất cả các cô, các chú trong chùa mình toàn là cư sĩ cạo đầu, cư sĩ không á. Nên họ sống tự nhiên, thoải mái, họ vui lắm. Nó không có phải là bị cái gàng buộc gì quá nặng nề. Cho làm cư sĩ phục vụ với bà già đi. Người ta là cư sĩ vậy đó nghe, mấy vị biết á. Trong chùa mình già nhiều vậy đó mà. Mà chỉ có 6-7 cô thôi á, mà nó chăm phỏng mấy chục bà già đó. Nói vị coi, cư sĩ thôi đó, người ta làm vậy đó. Còn các chú cư sĩ chùa mình, nói vị coi, phục vụ chúng sanh đúng không? Gầy la không buồn trách, làm việc nhiệt tình hết lòng. Chỉ cần một ngày 3 buổi cơm, làm cư sĩ mà, đâu có đi tìm ở đâu đâu, nên yên tâm lo tu, thấy chưa? Nó chùa mình toàn bộ cư sĩ, còn xuất gia. Hiện tại ở đây những đức 1, 2, rồi 3, 4, 5, chỉ có 5 người xuất gia thôi. Có 5 anh em xuất gia thôi. Mà ngôi chùa lớn như vậy, bên kia mấy người? Bên kia có 4 người xuất gia. Bên kia cũng 5-6 người xuất gia chứ. Mà thêm một ngôi chùa mới nữa thì đem qua bên kia chỉ đúng người xuất gia coi chùa mới anh bệnh. Thì quý vị biết rằng chùa chúng ta tổng cộng là hiện tại là 800 người. Mà ngôi chùa mới bây giờ mà phát triển cái nữa thì đông dữ lắm. Mà tổng cộng người xuất gia của chùa chúng ta là cộng lên hết chỉ có 11 người xuất gia. Mà quản lý 3 cái chùa lớn. Có người xuất gia nhiều mà tất cả người phụ bên cạnh như Đức là ai? Cư sĩ hết. Mà do gì cạo đầu để chi? Họ tiện bề tú. Mấy cô toàn là cư sĩ không à. Nên quý vị thấy có những cô mình nó vui, nó tự nhiên lắm. Nó kệ, để cho nó vui tự nhiên đi, miễn nó đừng có kiêu ngạo ngã mạn thôi. Và thật sự mà nói, có nhiều người cạo đầu cái là kiêu ngạo ngã mạn lớn lắm. Ngày xưa những đức biết mấy vị, ngày xưa những đức nhận ngày xưa kìa, sau này đến một ngôi chùa kia cạo đầu. Ngày xưa những đức la quá trời luôn, không bao giờ buồn. Vậy mà cạo đầu đắp y lên đi lại đây, những đức nói có mấy câu bỏ chùa luôn. Ghê chưa. Xuất gia đâu phải là cái hành động như vậy. Chúng ta hạ mình, càng tu lâu thì càng hạ xuống thì đúng là người tu rồi. Phật dạy là nhẵn nhỏ thành tụ nhỏ, nhẵn lớn thành tụ lớn, hiểu không? Nên người trong chùa mình phần nhiều cư sĩ cũng nên làm việc cực lực luôn đó quý vị, phục vụ quý vị nhiệt tình. Nên những đức cứ thường nói mấy cô là cư sĩ cạo đầu, nghe chưa? Chứ đừng có nói ở trong đây lâu mà cuối cùng phục vụ chúng sanh giết rồi mình gương mặt mình ngầu ngầu gầy gầy, người ta la la ấm sùm, hiểu không? Còn tập khí thì chúng ta ai cũng còn chưa có hết được, nhưng mà tự xem xét lại những ngày lễ lọc người ta về, người ta tu
thì mình đã là mang tâm phục vụ chúng sanh thì thôi mình cứ nhiệt tình đi. Tại vì sao? Vì người ta về, người ta tu có ngày hai ngày người ta đi về mất tiêu rồi. Thôi mình cứ nhiệt tình tu phước tu duyên đi. Những đứa cứ khuyên vậy hoài đó. Nhưng mà thật sự mà nói thì chúng cho mình cũng không đến nỗi tệ quá đâu quý vị. Họ cũng rất là nhiệt tình lo cho đại chúng khi về đây tu đó. Mấy chú mấy cô đều rất là vui vẻ nhiệt tình đúng không? Nó nhiệt tình quý vị mới về đây chứ nó không nhiệt tình quý vị không về đâu. Nó rồi ngồi ở ngoài là mấy bà già sắp dép, đưa dép cho mình mang rồi những đứa cũng nói thôi đưa người ta đâu dép, mà người ta không nhận, người ta đòi dép khác thì người ta lấy đi đúng không? Phục vụ không có dễ đâu, tại vì dép nó nhiều quá mà mang lâu có những đôi dép á, cái đít nó beo. Đít beo là gì? Là dép mòn, cái đôi dép cái đít mòn lẳn à, mỏng dánh như cạo râu được vậy đó. Cứ khi cầm đôi dép đưa cho cái bà này, bà nói trời trời cô đưa đôi dép cũ xì, đưa đâu kia kìa, lấy đâu kia đưa cái nữa, nói đâu này cũng cũ đưa giùm đâu kia đi, đó mới thử nghe, thử chứ không giỡn đâu trời, đừng có sân si là anh chí. Thấy không? Còn mình chiếu chảy cho người ta nằm nhiệt tình chảy cho người ta. Có những người mình chảy đây người ta đòi nằm đằng kia, nghịch duyên ngược lắm. Mình nói nằm đi đúng không? Xong rồi có ngày một buổi mà. Còn khi chúng chùa thì mình khuôn, còn người ta đến chùa người ta cộng tu một ngày một buổi thôi, tùy duyên người ta đi thì mình khỏe mà người ta cũng vui nữa. Chỉ cần người ta đến, người ta chịu nghe pháp, người ta chịu niệm Phật thì ngày nay người ta được lợi ích rồi, hiểu không? Nên chùa mình như vậy nên phước duyên nó phát triển và ngôi chùa nó hưng thịnh liền vậy đó. Nếu cứ cái đà nhiệt tình vì người ta như vậy là đặc biệt lắm. Cái đặc biệt của ngôi chùa mình là nuôi người già quý vị. Nên tất cả những người biết ở đây là chúng ta có cơ hội về tuổi già. Quý vị coi, rộng rãi như vậy, rồi hoa đồ xung quanh chùa đồ, thấy không? Rồi mỗi ngày bình yên lên chánh điện niệm Phật, thấy không? Không nghe tiếng xe ồn náo gì đúng không? Vậy thì đây là cái chỗ an bình vô cùng cho người già. Rồi đây là cái điểm bình yên cho mấy bà bị chồng bỏ chồng chê. Đây có ai có chồng bỏ chồng chê không? Đưa tay anh coi. Nó đưa tay nheo nhóc kìa, thấy không? Vô đây. Chồng bỏ chồng chê vô đây. Trời ơi, cơ hội đó. Nó bỏ nó chê là nó đánh mình đi về cực lạc đó. Chứ đừng có trách nó tại sao anh đánh tôi. Nó đánh mình là nó nói mày tỉnh đi, mày theo tao mày không có tương lai đâu. Tương lai tao với mày ôm đi xuống dưới địa ngục hết. Thôi, tao đánh mày để cho mày tỉnh giấc mộng đời này đó. Mày chạy về chùa hộ pháp giùm tao đi. Hiểu không? Nên bây giờ trong cái cõi đời này nghe nó nghịch cảnh nghịch duyên tùm lum hết trơn á. Ban đầu thì người ta nói hứa hẹn bao nhiêu lời, nào là em chịu lấy anh đi, em sẽ không bao giờ động móng tay cực khổ đâu. Đúng rồi, đâu có động móng tay đâu, động toàn thân không à. Hiểu không? Không có động móng tay, động toàn thân không, khổ vô cùng. Hiểu không? Đâu có làm cực khổ gì, đẻ vài đứa con cho anh thôi là được rồi. Trời ơi, đẻ muốn chết luôn. Đẻ xong rồi xấu xí nó còn chỉ không thương nữa chứ. Có mà. Hồi lúc còn trẻ nó thương nâng niu chiều chuộng, mà đẻ đứa con có bầu đồ bì rồi nó chê chán. Có những người cũng bị như vậy nó quý vị. Thôi thì bây giờ trong cái cuộc đời này chúng ta tin sâu nhân quả đi. Nghe Phật pháp rồi chúng ta cởi mở tâm tư. Nên những đứa cứ dùng cái câu là đừng buồn giận người khác để trong tâm. Thấy không? Giận người khác để trong tâm làm khổ mình. Nhớ cái câu này. Bây giờ đi đến đây nhớ cái câu này để nằm lòng nghe chưa? Đừng buồn giận người khác để trong tâm, buồn giận người khác để trong tâm khổ mình. Thấy chưa? Thấy không? Nó dù mình đâu có đối xử với người ta tốt đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà người ta vẫn đối xử với mình xấu à. Mình cứ nghĩ gì trong cõi đời này phần nhiều là như vậy đó. Nó phản ngược lại với mình không à, thì mình đừng có khổ làm chi. Thôi trả nợ xong, trả nợ xong. Nó mở cái tâm lượng rộng ra. Nó dù nghèo cỡ nào cũng cần nghe pháp, biết bố thí cúng dường từ tâm. Thấy ai được tốt mừng cho người ta. Nhà mình có chút ẻn, nhà bên cạnh biệt thự villa bự vô cùng, mừng cho người ta nhà bự, nhà cao cửa rộng. Chứ đừng có nhà nhỏ mà còn chù nhà lớn sập. Trời ơi, lúc trước ở dưới quê có cái nhà này nghèo, vô cùng nghèo. Mà kế cái nhà kia thì người ta bự hơn. Dưới quê thì không có biệt thự gì đâu, nhà bự hơn chút. Vậy mà cái nhà nhỏ kế bên cứ chù cái nhà kia hoài. Cái nhà gì đâu mà có tiền thiết ghê, có ngày cháy nhà bây giờ. Gió thổi sập bây giờ. Nhà cao hả, nó sập nhà bây giờ chứ đừng có nói. Không? Hoặc là gì ở chòm xóm láng giềng cái thấy con nhỏ kia được chồng thương, mua đồ mới cho bạn, đồ này kia lo lắng vô cùng, cái rồi ngồi ở nhà cũng là bực bội tức ghét người ta nữa.
hoặc đi vào công ty xí nghiệp người ta vừa mua được cái cọng dây chuyền hay chiếc vòng gì người ta đeo, đi nhõng nhảnh vậy mà mình ngồi mình cũng nhìn đàn bà ưa nhiều chuyện lắm. Ngồi cái đầu nhìn ra nó có thứ gì nó điệu đàng thiết ghê, giàu bao nhiêu mà dữ vậy, tao mai mốt chồng tao còn mua cọng bự hơn nữa kìa, điệu quá trời điệu luôn. Rồi thấy người ta mua cái bộ đồ gì ta bận á, mà dáng dốc người ta đẹp á, người ta bận cái đầu người ta đi ống ao ống ẹo, cái gọi tướng mình xấu quắc, nói cái tướng gì thấy gớm, đi ẹo ẹo cái mông xấu quắc, thấy không, chê chết người ta. Nó cái tâm này, cái tâm tạo nghiệp không, quý vị công nhận không? Mà mình đã từng một thời có như vậy đó, chứ không phải không có đâu. Nó, từ nơi đó mà cái tâm tạo nghiệp là rõ ràng đúng không? Bây giờ nghe đạo mới thấy mình, trời ơi, bởi vì cái nghiệp mà Phật nói trong kinh nói á, chúng sanh tạo nghiệp mà có hình tướng á, thì tặng hư không có pháp giới này cũng không có chỗ chứa nữa. Vì nó tạo nghiệp từ cái ý niệm của nó quá nhiều, nên phải nhờ câu Phật hiệu này để hóa giải. Nên bây giờ cái người khổ cỡ nào nghe, chỉ cần tập nghe, đi đứng nằm ngồi nghe, A-di-đà-phật, 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 cứ thường tập niệm Phật như vậy đi. Nó đi đến đây, người ta đi ra bên kia, qua bên kia, ta đặt cái máy nghe Pháp về để cầm nghe tiếp tục. Khi nó vừa nghe như vậy, cái tự nhiên trong lòng nó hừng hực muốn niệm Phật, nhưng mà về nó không nghe nữa là nó nghĩ niệm Phật. Thì bây giờ cần chiếc máy nghe Pháp đi cầm trong tay, để làm chi? Để nghe hoài. Nó giữ con, giữ cháu gì đó, để chiếc nghe Pháp kế bên. Nó giữ đứa cháu mà nó khó, vô cùng khó, lúc trước sân si với nó. Bây giờ nghe Pháp được, biết niệm Phật được rồi, đứa cháu nó khóc hòa lên mình dỗ nó, A Di Đà Phật con, A Di Đà Phật, nín đi nè, A Di Đà Phật. Vì coi là nó đỡ khóc liền. Còn cái gặp cái kiểu mà quý vị mà thấy nó khóc, mà quý vị sân si lên á, mà quý vị nói nín đi, nấu cơm cho ăn, thì khóc tôi giết mày bây giờ. À, nó khóc thêm đúng không? Khóc thêm mà. Còn nếu như mà mình mà nghe A Di Đà Phật nè, con ngoan, A Di Đà Phật nè, cháu ngoan, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm đi con, niệm đi con. Cái đó nó nhìn mình, nó thấy cái mặt mình không có sân si á, nít mà nó biết, đâu phải nít nó không biết đâu trời. Có nhiều người nghĩ rằng con nít nó không biết nên vợ chồng hung nhau trước mặt con không? Thật sự con nít nó biết hết trơn. Cái gì nó cũng biết hết trơn, tại nó nói không được. Hiểu không? Cặp mắt nó biết hết trơn, nó thấy hết trơn, nhưng mà có cái là nó chưa nói được thôi. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà khi mà mình dịu tâm mà mình dỗ con nó cũng mau nín nè. Khi mình dịu tâm rồi á, nó khóc lên mà mình dịu cái tâm mình mà niệm Phật cho nó nghe đó, thì tự nhiên nó nhìn nó thấy mình niệm Phật vậy á, rồi cái tâm mình dịu cái nó nhìn mình cái làm không? Còn mình mà gặp mà trời ơi mà mình la nó, mình chửi nó, về để ý đi. Khi con mà khóc mà bị chửi bị la phải nó khóc thêm không? Nó không nín mà nó khóc thêm. Nó khóc thêm mà có nhiều bà chơi ác đạn lắm. Nhỏ khóc muốn chết luôn, như nắm nguyên nắm vú nhét vô miệng nhỏ. Nhỏ bú sặc muốn le lử luôn vậy. Nó bú mà nó nghẹt cổ gì, nó đang bị khóc nặng. Nó đang bị khóc như vậy mà cho nó bú là sữa là thành độc. Vì cái tâm nó đang bực bội nó khóc, mà mình nhét bú vào miệng liền nó sặc, sữa này trở thành độc, nên bú giờ không có tốt. Nên lúc đó là phải dỗ cho con nó đàng hoàng, cho nó dịu bớt đi, hay cho nó bú. Hiểu không? Nhiều bà mà con mà khóc hòa hòa lên là nó nhét đại vô miệng, muốn nín thở luôn. Thấy không? Đó là không biết cách nuôi con ấy nha. Nên từ nơi đó mà cái này là nguy hiểm lắm chứ không phải giỡn đâu. Giống như Ấn Tổ ngày nói nghe, có một người phụ nữ mà sanh con ra mà vậy mà hai đứa con bị chết mà không biết lý do. Bà cự lộn với chồng, bà với chồng mà đang chửi lộn ầm lên, tâm bà đang sân hận lên con bà, hòa lên khóc bà, lấy nguyên nấm vú nhét vô miệng con mà cho bú. Vậy mà chúng độc lăn ngang chết queo một đứa, lần sau thêm một đứa nữa. Bà sau này bà mới thỉnh hỏi Ấn Tổ lý do tại sao con chết như vậy. Ấn Tổ ngài nói lúc bà sân hận, bà cự với chồng, bà tính khí của bà nóng giận lên, bà cho con bà bú tí sữa mẹ là vì tình thương, nên máu trở thành sữa ngọt. Nhưng mà do tâm sân hận của bà nóng lên, sữa ngọt trở thành độc dược. Ghê chưa? Cuối cùng cho con bú, nếu mà nặng thì chết liền tại chỗ, nếu mà nhẹ thì cũng bị tan tặc về sau. Kinh khủng không quý vị? Ấn Tổ ngài nói đó. Còn chừng nào mới cho bú? Phải thời gian 1.5 tiếng sau, hoàn toàn tâm khí trở lại ổn định lại, thì lúc đó mới cho bú. Đúng là trong Phật Pháp dạy kỹ vô cùng luôn quý vị à. Nên bây giờ quý vị về đây bị nghe từ cái bố thí cúng dường, từ cái mở tâm lượng, từ cái niệm Phật, từ cái đối nhân xử thế, quý vị biết được nhiều thứ lắm để lợi ích cho chúng ta. Bây giờ đơn giản thì bây giờ quý vị học đạo, quý vị cũng nắm được cái việc nhỏ này nè. Như hồi nãy gặp một cái chú kia,
Nhuận Đức nhờ một cái chú trong chùa, ông lấy tấm giấy cái viết giùm để Nhuận Đức ghi một số việc. Cuối cùng ông nghe lộn, Nhuận Đức nói nhỏ một câu, Nhuận Đức nói chú lấy giùm tấm giấy cái viết. Ông chạy lại ông lấy cái ly, ông lấy cái ly mà ông gót nước đưa trong kia uống. Cháu tưởng là mình kêu gót nước trong kia uống á, mình thì mình nói kêu là ta lấy tấm giấy cái viết. Ông đi lấy cái ly gót nước đưa này uống, mà ông lấy cái ly bự bự lớn nè, ông gót đầy ly. Thì ông kia cố gắng uống đi chăng nữa nhưng mà được có nửa ly, được có nửa ly thôi. Mà Nhuận Đức thấy ông kia ông ngao ngán lắm rồi. Nhuận Đức nói thôi được anh uống nửa ly là được rồi, anh cứ để đi không sao đâu anh. Nhưng mà cái ông này ông nghe pháp không hiểu, nghe pháp không hiểu. Ông nói được rồi thầy, để con ngồi con cố gắng uống thêm nửa ly nữa. Cố gắng uống thêm nửa ly nữa. Nên mình khi múc nước cho người ta, mình hứng nước cho người ta, cái ly đãi khách của mình là cái ly vừa uống dưới cái khả năng mình biết được cái cảm giác. Là cái ly này bưng lên uống mà nhẹ nhàng, vừa uống đủ uống. Mà khi mình uống nước cũng vậy, nước vừa vừa mình uống cái nhẹ nhàng đủ hơn thì khỏe. Nhưng mà mình gót đầy ly cho người ta, không lẽ người ta uống còn dư để cho mình. Thấy không? Nên từ đó khi mình gót nước cho người ta là nước vừa đủ uống, gót ít, hết rồi gót thêm. Đúng nguyên lý luôn. Còn khi múc đồ ăn cho người ta, múc cơm cho người ta là múc sớ sớ cơm lên, chứ đừng có kiểu mà múc lên ịnh nguyên một giá cơm ụp xuống, nguyên giá cơm ụp xuống, thêm giá nữa nhét xuống. Cơm cúng ông tà. Đi coi á, thấy không? Đó là cái cách không biết. Nên khi mình múc canh, múc cơm, mình múc đồ ăn ra dĩa, toàn là khi mình nhìn là muốn ăn liền. Tuy là đồ ăn ngon mà múc mà ém là thành đồ ăn dở. Nên gỏi hay đồ ăn hay canh riêu múc đừng có múc quá đầy, múc vừa thôi. Còn cơm múc sớ sớ lên. Còn gỏi này kia đâu, sớ 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 lên để vừa vừa trong dĩa. Xung quanh là một cái dĩa nhưng để ở trong cái dĩa vừa vừa thôi, hơi lú lú cao lên chút. Đừng có đầy tràn xung quanh miệng dĩa mà quá cứng thì không còn ăn được nữa. Hiểu không? Quý vị coi một cái việc này thôi là cũng một nền giáo dục đó quý vị. Mà nhiều người không hiểu luôn, thấy không? Nên từ nơi đó mà con người phải tích phước. Rồi Nhuận Đức thấy cái chú hồi nãy, ông nghe Nhuận Đức giảng thấy rõ ràng ông làm cái gì đó. Mà Nhuận Đức thấy rõ ràng cái gì quý vị biết. Nói lấy tấm giấy, một ông thầy đem tấm giấy cho ông, tấm giấy bự vậy nè. Ông nói thầy thầy cho con tấm giấy nhỏ thôi thầy, tại vì con ghi tấm giấy bự nó hao giấy. Ghê không? Một người cư sĩ mà chạy xe, một người cư sĩ chạy xe mà như vậy đó. Đi lại đây thường chở Phật tử về đây tu nè, thường chở Phật tử về đây tu mà chở cái đoàn Đồng Nai hay gì đó, mà gọi là xe chở 45 người, xe chở 45 người mà ổng nhét nhiêu 80, bữa nay ổng chở 80, xe 45 mà bữa nay chở 80. Ổng nói rằng thôi kệ mấy bà già tội nghiệp bả. Thí dụ như chiếc xe này mình 45 người mình chở mình lấy 3 triệu, mà nếu mà chở được 80 người thì chia ra bớt ra thì nó không có bao nhiêu tiền. Mấy bà tốn ít tiền, tội nghiệp mấy bà già đi chùa. Thấy chưa? Hay không quý vị? Làm tài xế xe mà nghe đạo cũng đặc biệt nữa. Nên làm như vậy đi. Một tờ giấy, người ta là cư sĩ mà đưa một tờ giấy như vậy, người ta kêu cho tờ giấy nhỏ chi vậy? Con ghi có mấy chữ mà lấy tờ giấy nhỏ, giấy bự gì nó hao giấy thầy ơi. Kinh khủng chưa? Dạy mình hay chưa? Giáo dục mình chưa quý vị? Ha? Nó nên cái việc mà Nhà Đức nói căn bản này cho quý vị nghe, bị áp dụng đi, lợi ích cực kỳ lớn luôn, cả đời tích phước. Có phước cho người ta hưởng, mình hưởng ở đâu? Cực lạc. Ô tuyệt vời. Hưởng ở cực lạc. Hưởng ở cực lạc thì thọ mạng dài vô lượng. Hưởng ở đây là hữu lượng. Ở đây có giàu cỡ nào đi chăng nữa, thời gian ngắn là chết queo rồi, ở cực lạc không có chết. Nên chúng ta ở đây có phước dùng đủ thôi. Còn phước cho người ta hết, cho người ta xài đi, đưa cho người ta xài thì phước hưởng đời đời kiếp kiếp không hết luôn. Nên mình không khéo mình hưởng phước ngắn ngủi chết queo rồi, hết phước là chết queo liền đó. Nên Nhuận Đức nói cả đời Nhuận Đức bây giờ phải tích phước, phải tích phước, có phước cho người ta hưởng. Nên đi chơi cho người ta đi chơi, mình ở nhà. Tại vì sao? Người ta thích đi chơi cho người ta đi chơi, mình ở nhà. Ở nhà nuôi mấy bà già. Viết trách nhiệm của Nhuận Đức là nuôi bà già nên không đi được quý vị. Chứ thật sự thì cũng muốn đi, có khi cũng muốn đi chơi đó, lâu lâu cũng muốn đi chơi chút đó. Nhưng mà vì trách nhiệm nuôi bà già, bây giờ mình mà đi nữa lỡ bà ở nhà bà chết làm sao? Mấy bà già bà chết thường xuyên à. Chết hoài à.
Có bà cụ kia, ông kia, bà 89 tuổi, 89 tuổi. Bà đến, bà nghe chiếc máy ai tặng cho bà nghe được 2 năm. Xong bà quyết định mới đi mà con bà không cho đi. Cuối cùng nghe, bà trốn con bà đi luôn. 89 tuổi, lỗ tai nghe rõ mắt sáng. Ôi, đặc biệt, vô cùng. Bà lên mới nói gặp thầy, thầy, trời con vô đây con ham quá, con muốn ở đây quá. Mà bây giờ con sợ ở đây vài bữa con vô nó tìm con rồi nó làm phiền thầy. Những đức nó không có gì làm phiền hết trơn á. Ăn thua bà quyết định. Bà quyết ở thì ở, quyết gì thì về chuyện của bà. Còn những đức chỉ là nhận bà chứ không nhận tiền. Con sợ con nó hổn với thầy. Những đức nói hổn với ai chứ hổn với những đức. Những đức giả vô mỏ nó chứ hổn với những đức. Ôi là trời, gặp ông thầy hung dữ mà nói chuyện đơn giản. Những đức dữ lắm, không phải giỡn đâu. Tu tu chứ đụng như đức, những đức giọng vô mặt chứ đừng nói mà giỡn. Đừng nói chuyện đùa. Tôi nuôi bao nhiêu bà già ở đây, bà nào dữ còn dữ hơn tôi không? Bị nói mấy bà già hiền lắm hả? Trời ơi, vô tu tu chứ ngày xưa cũng bán cá, bán vịt, bán gà. Mua nảy chuối 5 ngàn, bán 15 là bán vốn. Đâu có đơn giản mấy bà già này đâu trời. Nên quý vị coi, nói chùa chuyện mà mấy ông thầy nuôi người già có mấy ông thầy. Chỉ có những đức này, ông thầy giang hồ mới nuôi được người già. Đi coi đúng không? Nhưng mà tôi có tâm nghe. Nhìn tôi vậy đó, tôi có tâm đó. Tôi có tâm tôi mới nuôi người già. Thấy không? Kệ nói chuyện gì đi, mà quý vị phải nghe. Chúng sanh bây giờ thích thô. Mình thô quá mà kêu dịu thì sao mà nghe. Gặp mà dịu mà lên. Này quý Phật tử à, chúng ta phải sống có đạo đức. Rồi phải về làm vợ tốt nghe không? Rồi phải làm người cha người mẹ tốt, phải hiếu với cha mẹ của mình, phải đàng hoàng với bạn bè, và phải làm một người chủ tốt nghe con. Nói mà cái mặt phải diễn á, cái miệng cười, vừa nói vừa cười, cái miệng còn mắt thì liêm nhiêm rồi. Mấy bà chứ nghe một chút. Ở trên, các con tại sao ngủ nhiều vậy? Nói kiểu đó, ngủ thêm nữa. Còn mình ở đây, mình thô mình đánh âm, âm, âm. Bà dưới chân bị ngủ, âm bà kia, hả cái gì trời? Bà tỉnh bà mới nghe. Quý vị biết cái tâm con người mình bây giờ nó đã là mê. Mà bây giờ quý vị nói cái dịu không thì làm sao nó nghe được. Nó phải chen cái mê vào và như thế nào phải công phá vào đó mới được. Cho nó tỉnh liền, tỉnh ngủ mới nghe. Chứ không tỉnh ngủ sao nghe. Dù có nói hay cỡ nào đi chăng mà ngủ sao nghe. Công nhận không? Nhìn có ai ngủ không? Bà nào dám ngủ? Thấy chưa? Nó nên những đức nói nghe pháp đừng giữa tường là điều thứ nhất. Nghe pháp đừng ngồi trong kẹt là điều thứ hai. Kẹt quá mới ngồi trong kẹt. Nghe pháp đừng ngồi gần quạt gió là điều thứ ba. Vì sao quạt gió thổi hiu hiu mình ngủ? Ngồi trong kẹt không ai thấy ngủ, dựa vào tường không ai thấy ngủ. Thấy không? Nghe pháp phải ngồi bên ngoài, ngồi ngay mặt tiền. Bà nào mà ngủ nhiều ngồi ngay cái mặt như đức á, đố mà dám ngủ. Vừa sợ như đức là một, vừa ngại vì những đức giảng như vậy mà ngủ là hai. Nhiều cái nó gom lại quý vị không dám ngủ. Còn ngồi xa những đức quý vị sẽ ngủ đó. Hiểu không? Nên những đức nói đúng là cái buổi chia sẻ Phật pháp là nó đặc biệt. Nó làm cho người ta cười lai rai. Nó mà cười là thấy ngon rồi, đúng không? Cười là thấy ăn khách rồi. Nói Phật pháp mà người ta cười được là đẹp rồi. Còn cái kiểu mà nói hay gì không biết mà ngồi ở bên dưới mà cái mặt nó chảy kìa. Mấy bà ngồi ban đầu thì ngồi thì ngon lắm nghe. Rồi son phấn đồ đánh đồ đi nghe pháp mà cũng vậy nữa đó. Chùa này là ngon là nhờ những đức á. Mấy bà đâu có dám. Đố mà dám gặp những đức mà dám luôn á. Tại vì những đức cứ chọt ngay chỗ đó hoài sao dám. Cái nói son phấn là những đức không vừa lòng mà sao mà dám gặp những đức mà như vậy không? Rồi từ từ đến đây nghe viết rồi không dám. Thấy không? Nên từ nơi đó mà trời ơi ban đầu mà nhiều nơi khác mà giảng pháp mà ngồi cũng nghe pháp cũng trang điểm đồ đẹp lắm nghe.
Ngồi một chút ông thầy ông nói dịu quá dịu, bà ngồi dưới cái mặt bà chảy. Rồi cái mồ hôi nó đổ ra, cái nó có đường có lằn vậy đó. Môi đỏ nó chảy y gan máu vậy đó. Trời là trời, nó thấy gớm cái gì đâu á. Nó son quá nghĩ ra đánh một lớp. Nên mấy bà này trang điểm mới biết cách trang điểm nghe chưa. Lâu lâu đi đâu trang điểm nhẹ nhẹ, tôi trang điểm gì đâu mà thấy ghê. Cái môi một phệt, con mắt bầm nâu. Mà trang điểm gì mắt bầm nâu vậy? Muốn mắt bầm mà đẹp thì vọng vô mặt vài cái đi, mắt nó bầm cái gì đâu. Bây giờ có trang điểm mà nó đánh ngay chỗ này nãy vậy, đánh đây chỗ này bầm nâu vậy đó, giống như hôm qua chồng mới đánh vậy đó, đúng không? Nên từ nữa mình phải biết cách trang điểm, trang nhẹ nhàng thôi. Ta vừa nhìn là thấy khuyến rũ đúng không? Có trang cái gì đâu mà trang điểm mà nhìn hồi tối coi phim ma sợ ma quá, hiểu không? Nên nó đi để về chùa thấy sạch sẽ chưa? Cô nào cũng sạch, sạch từ đầu đến chân chưa? Nên không dám xức dầu thơm luôn. Vô đây mà nghe bay mùi lên những đức, mà những đức mà lô mũi thính á, ngồi trên đây mà nghe mùi thơm mà bay bay lên nói bà nào đánh dầu thơm, bà nào xịt dầu thơm vô đây. Từ nơi đó thì thấy nên nguyên một vàng Phật tử cái tâm gì, tâm gì, tâm dìa cực lạc đó. Dìa cực lạc thì thơm, thơm hoài luôn, mùi thơm mà bay tặng hư không khắp pháp giới luôn. Còn ở cõi ta bà này thì sao, thúi, khỏi cần nói, dòng do tâm quá thúi in, không thúi sao xịt dầu thơm, nó thơm sẵn rồi ai đi xịt dầu thơm chi. Nên chúng ta như những đức ngày xưa này nó thúi mà người thúi chỗ nào cũng thúi, nên nó làm đủ cái thơm để mà đắp vô chứ. Rồi nên từ nơi đó cái cõi này chúng ta là tâm thúi, thân thúi, cơ thể sẽ sinh thúi và bỏ thân luôn. Còn thế giới cực lạc thì không hoại thân. Ôi ô, nói tới cực lạc là nó mê, nói tới cực lạc là nó mê. Bây giờ ở đây xấu như vậy nè, mà bây giờ cực lạc trời ơi, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trời ơi mê quá. Mê quá. Thân nữ như vậy sanh đẻ khổ đau. Vì mà vì cực lạc là Phật nói như thế nào? Tướng trưởng phu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trời ơi nó đẹp không tưởng tượng được. Trong một niệm thôi đi 10 phương chư Phật cúng dường, mà toàn là gặp Phật thật không, gặp Phật thật không. Đến gặp Thích Ca Mâu Ni cúng dường xong, nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp âm vang 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 vang, nghe một cái trời ơi tâm trạng thoải mái quá, thoải mái quá. Rồi mỗi ngày được gần thân cận Phật A Di Đà, ngày thuyết pháp âm vang cho mình nghe, mà tiếng Đức Phật A Di Đà thuyết pháp nghe vang 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 vang, trầm bổng nhẹ nhàng. Rồi ô nghe một cái trong lòng của mình thoải mái quá, an lạc quá. Trời ơi quý vị, cái cảm giác này mà vừa nói lên mà nó còn cảm được luôn đó quý vị, ghê thiệt chứ. Thế giới cực lạc quý vị, tại sao mà chúng ta không còn khổ ở cõi này nữa? Vì chúng ta chuẩn bị gì cực lạc rồi, chuẩn bị gì cực lạc rồi. Nên cái khổ gì ở cõi ta bà này cũng chúng ta sẽ gói gọn lại hết. Khổ cũng được, khổ cũng được, bị đày đọ cũng được, bị đối xử tế bạc cũng được, bị chồng đánh cũng được, bị lấy tiền cũng được, lấy của hết cũng được. Vì sao? Vì ta sẽ gì cực lạc. Cái tâm đó đi, cái tâm đó đi, mấy bà còn khổ không? Bây giờ nhiệt tình hết, nhiệt tình hết, làm Bồ Tát vợ, làm Bồ Tát chồng, nhiệt tình luôn, đối xử như thế nào cũng làm Bồ Tát hết. Chỉ cần làm người niệm Phật là Bồ Tát. Rồi mấy bà nghe kiểu này đúng là nó nghe nó phê luôn á. Nghe mà trời ơi bây giờ 10 giờ 25 thôi bữa nay giảng tới cùng luôn, khỏi niệm Phật ra đánh địa chung. Ý quên gì ra cũng biết thật phóng sanh luôn. Không? Ngồi đông quá bây giờ nó chuyển hướng hoài, nó cũng nóng tới mồ đúng không? Nó một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi. Thấy không? Thì thấy chưa? Thời gian đi qua rất mau. Vì sao vui? Nên cuộc đời của người mà khi khổ đau cùng cực thì thời gian nó cực kỳ lâu. Nhưng mà cái vui như vậy, cái sanh pháp vị như vậy, cái sự an lạc như vậy, đau chân thì thẳng chân, tôi sợ gì? Đúng không? Thì thời gian qua rất mau.
Trời, nãy giờ bao nhiêu nụ cười nghe. Thấy có ba người này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thấy lạ lạ mà cũng cười hoài. Được, được, đúng không? Nói sao không biết mà ai cũng cười, quý vị thấy chưa? Cười là đặc biệt rồi, kết duyên nụ cười là tuyệt vời quý vị. Chúng ta mong làm sao đời đời kiếp kiếp gặp nhau cười. Gặp nhau cười, đừng có gặp nhau. Đừng có gặp nhau mà bậm môi trợn mắt thôi, đúng không? Gặp nhau cười là đặc biệt rồi, quý vị thấy không? Nói cái gì không biết mà nãy giờ cười. Tại vì sao? Cái cảm giác muốn gì cực lạc. Ồ, cái lúc mà nói mà muốn gì cực lạc là cái tâm của nó nghe. Ồ, cái tâm phải như vậy đó nghe. Cái tâm mà nghĩ mình lúc nào cũng là người dân ở cực lạc nghe không? Thì cái tâm nó gì nè? Gì nè? Gì mà chồng chửi một cái là Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, anh chữ hoài. Vì sao? Vì cực lạc quá. Vì mình muốn về cực lạc. Trời ơi, nhiều màu mà nghe Nhật Đức nói. Mà Nhật Đức nhìn xuống, nhìn cái mặt bảo mắc cười muốn chết. Nhật Đức nói ở đây muốn về cực lạc, cực lạc. Nhật Đức bọng môi bả dưới mà cũng làm nè. Đến mức mà đúng là chịu không nổi luôn quý vị. Thu hút quá. Thu hút mà bả dưới là mắc kiểm soát luôn. Coi cô để cô lỡ cô nói. Nhật Đức có nói nè, con nói thiệt với thầy nghe. Mỗi lần mà con nghe thầy giảng là con mắc kiểm soát luôn. Nhật Đức nói, ồ bà đạo nhưng mà dữ dằn rồi. Tại vì thầy trên thì giảng thì nói mạnh quá, cuốn hút quá mà con ở dưới mà chồng con cứ nói là trời ơi bà sao mà bà ngồi dưới bà nghe thầy giảng mà cái mặt bà kỳ cục quay phim lên, tôi mắc cỡ muốn chết luôn. Cái gì đâu mà bà ngồi dưới mà mặt bà làm nè. Bà làm ngộ muốn chết luôn, bà làm chút bà làm nè. Cái đầu Nhật Đức nhắm ngay, tại Nhật Đức giảng nó ẹo qua ẹo lại, nói đầu này đầu kia, nó nhìn nó giáo giác thì bả, Nhật Đức nhìn đâu thì bả nhìn theo vậy. Nhật Đức nhìn ra nhìn theo vậy. Còn Nhật Đức nhìn thẳng bả thì bả làm nè. Trời ơi, có nghĩa là nó tu hút rồi đó. Nó kéo cái gì bị nghe không? Tình độ là phải như vậy đó. Bởi không? Tại sao ngày xưa Đại Đức Thích Giác Nhàn mà ăn khách như vậy? Trời ơi, cái môn này nè quý vị ơi, rõ ràng quý vị nghe Nhật Đức giảng vì hồi ức lại đi đúng không? Ngày xưa thầy Giác Nhàn thầy giảng mà cái môn này nè, mà chọn Phật tử bên dưới mà nó hú hà, mà nó hứng thú lên niệm Phật. Cái môn này nè, mà cái môn này là cái môn chỉ được bệnh chúng sanh, chứ không còn môn khác nữa. Bây giờ mà diệu diệu là chạy sạch, nói mà cao siêu là không làm được luôn. Nó không làm được luôn quý vị ơi. Nó chỉ cần làm sao mà cởi mở được tâm tư thôi nè. Cái quan trọng là đánh vào tâm tư cho cởi mở ra nè. Thì biết cái người mà siêng niệm Phật là gì sao? Thông tâm. Thông tâm nó mới siêng niệm Phật. Thì kêu niệm đi, niệm đi, niệm đi. Trong tâm nó kín mít hết trơn rồi. Chỗ đào mà để Phật A Di Đà vô mà niệm. Bây giờ phải cần thông được cái tâm, cỡ mở tâm tư ra nó mới niệm được. Đó. Ngày nay còn hai buổi đó. Này giờ này một buổi đúng không? Chiều một buổi đúng không? Tối một buổi. Đúng không? Tới cùng luôn. Cái này là quá nhiệt tình quý vị không? Ồ, đúng là Phật giang hộ. Cái tiếng này mà kệ Phật cho không? Chờ tới bến đúng không? Cho cái tiếng khỏe đúng không? Còn nếu mà khao được thì vừa thôi, cũng chịu hết nổi. Nhưng mà cái tiếng của mình nó khỏe quá, giống như hơi của nó, trời ơi, đúng là hơi Phật A Di Đà cho hay sao mà. Vì đâu mà nó hừng hực. Cái tâm nhất là những đức mà cảm giác nhất là nói về cực lạc, về nói về A Di Đà Phật. Hai điểm đó là những đức mạnh nhất. Nó bởi cái cảm giác mà những đức thường nhắc chúng mình làm cái gì mệt là nói con là người dân ở cực lạc. Bị ai ăn hiếp, con là người dân ở cực lạc. Bị người ruồng bỏ, con là người dân ở cực lạc. Sống trong cuộc đời này không thành đạt cái gì, con là người dân ở cực lạc. Luôn luôn là tôi là người dân ở cực lạc. Còn quý vị chỉ cần ở đây là khổ liền, không nói vòng vo chứ. Chỉ cần nói tôi ở đây là khổ liền, là cõi này nhất định khổ liền. Nhưng mà nói tôi ở cực lạc, mà chỉ cần nghĩ tôi ở cực lạc là cõi này xả liền. Cõi này chúng ta buông liền. Buông mà không phải đá đổ, mà buông là đến lúc đủ duyên là buông liền, là thỏa mãn đến. Đúng không? Nên đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật nhỏ bên cạnh nghe chưa? Đang đặt 10.000 cái đem gì nè. Đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật nhỏ bên cạnh, cứ bắt cái điện niệm Phật suốt bên cạnh. Lỡ kiếp nạn gì đi xe ngoài đường cái râm. Nó cái bụp liền thấy chưa? Chuyện giỡn.
Nói cái rầm là cái bụp liền, nó đùa. Nói cái này là cái kiếp nạn nhân sinh này tùm lum. Bởi vì vừa nói cái rầm là kêu cái bụp á, là có đó. Đang đi ngoài đường mà rầm, dính trong chiếc xe. Nhưng cái máy vừa mặt niệm Phật vẫn còn niệm đúng không? Nhìn đứa kế bên á, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lúc đó nằm trong chiếc xe, đừng suy nghĩ bác sĩ cứu mình gì hết trơn á, mà cứ mong Đức Phật A-di-đà đến trước mình. Nằm trong đó, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lúc đó cảm liền nghe, thọ mạng đến rồi, cảm liền nghe Phật A-di-đà đến rồi kìa. Đến rồi kìa. Cái bà đó mới nhìn theo. Phật A-di-đà đến rồi kìa. Đến rồi, đến rồi. Lúc đó mình nghe trời, trong lòng mình tự nhiên sao mà cái cảnh giới này không còn là chiếc xe đè mình nữa. Cái lúc mà niệm Phật mà Phật rước á, là lúc đó không còn chiếc xe đè lên người mình nữa. Vì sao? Vì cái lúc đó không còn cái thân của mình nữa, mà mình đã cảm với cảnh giới của Phật rồi. Mà lúc đó mà gần chết mà vẫn ai với Đà Phật, gần chết mà ai với Đà Phật, Phật hay là đến rồi. Đến rồi thì tức khắc quang minh phổ chiếu bao trùm một bầu trời. Chúng ta nằm trong quang minh của Phật A Di Đà. Lúc đó không còn chiếc xe đè, không còn đau đớn, không còn thấy máu, không còn nhìn thấy mình, mà nhìn cái gì? Toàn là Phật A Di Đà và Bồ Tát và thánh chúng. Trời ơi. Lúc đó là cái niệm Phật của mình là được Phật gia trì, phóng quang nhiếp thọ, công phu đắc lực trở thành nhất tâm. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Lúc đó bắt đầu là cảnh giới là Phật không à. Bị đè trong đó rồi mà nếu mà chờ bác sĩ là nó đau, nó giãy, đau giãy mà giãy không nổi. Mà chết một cái là Diêm Vương rước mình đi liền. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật, lúc đó mình niệm Phật, Phật Phật A Di Đà ơi, ngài đến đi. Lúc này là lúc con đang cần ngài. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đến, cảm bổ nguyện xuất hiện liền. Trời ơi. Bao nhiêu năm chờ đợi. Nghe không? Bao nhiêu năm chờ đợi ngày nay, bây giờ đã đến rồi. Phật A Di Đà ơi, cả ngày lẫn đêm con đang chờ đợi ngài, bây giờ ngài đã đến rồi sao? Đến rồi, đúng không? Lúc đó bắt đầu là trong cái cảnh giới xe không còn nữa, mà thấy Phật A Di Đà đem một cái đài sen thiệt là bự nghe cậu. Bỏ cái đài sen xuống, tự nhiên mình thấy cơ thể của mình nhẹ như bông, toàn thân sắc vàng ròng. Nghe mê chưa? Sung sướng quá, nói tới đâu này mà ốc người luôn chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Tự nhiên mình thấy mình bước lên chiếc đài sen nghe, tự nhiên cái cảm giác mình nói cho mình phê chứ, chứ thật sự thì bay làm gì quẹo kỳ cục ý, đúng không? Đức Phật A Di Đà trước là không có, gọi là không có cái nhà cao cửa rộng gì chặn được cái bổ nguyện đó, chứ không có chặn được. Nhưng mà khi cái bổ nguyện Phật A Di Đà mà rước mình là tự nhiên nó xuyên qua tất cả các cảnh giới, và trước mặt chúng ta toàn là hoa sen và quang minh không. Trời ơi, nó cảm giác tuyệt vời vô cùng. Nó tự nhiên một khoảnh tay nhẹ thôi, khoảnh tay thôi. Thì một khoảnh tay thôi thì chúng ta ở đâu? Cực lạc. Hoa sen sẽ nở ra, ta từ hoa sen đó bước ra, là một cái tướng trượng phu quang minh rực rỡ. Chúng ta lúc đó sung sướng quá. Những đức bây giờ là Phật rồi. Đúng không? Ôi cái cảm giác đó vị, nó thích thú. Nó thích thú. Ngày đó sẽ đến. Ngày đó sẽ đến với những con người niệm Phật này. Ngày nay là ngày Phật đản nghe, nương vào bổ nguyện mà nói. Nói thật, nói hết lòng đó. Ngày đó sẽ đến với tất cả những con người nhất tâm niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Ngày đó sẽ đến với những con người này. Trời ơi. Cái cảm giác vui vẻ này rồi thì quý vị biết ở đâu cũng vui. Ở trong một cái nhà chật hẹp cũng vui. Khói âm âm phủ căn nhà mà lại cũng vui. Nó vì sao? Vì tôi ở cực lạc mà chào. Con ở cõi này là tôi đang trả nợ một thời gian ngắn ở đây thôi. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng các con à, các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi đi các con à. Chồng đánh, chồng chửi, chồng đuổi cũng chịu đi con à. Một đời ngắn ngủi thôi con à. Và con niệm Phật cho tốt nghe con à. Rồi ta nhất định báo cho các con biết, các con sẽ được Phật A Di Đà rước về cực lạc nghe con à. Trời ơi, chắc chắn luôn. Đừng có nói.
Đừng bao giờ nản lòng nghe quý vị, đừng bao giờ gặp sự trở ngại gì mà nản lòng nghe chưa. Dù gặp sự cố gì ta cũng phải về cực lạc gặp nhau. Chọn nguyên một cái dàn người này nghe, mà mai mốt mà mình về cực lạc mà mình điểm mặt từ người luôn. Đừng nói chuyện giỡn chơi, đúng không? Về cực lạc rồi là gặp nhau trên từng người, từng người, từng người, từng người đó. Gặp nhau trên đó đó quý vị, kỳ nghĩ đi. Nó thích thú cỡ nào chưa. Vừa chển vừa gặp một cái là: ô chị Mai, về cực lạc hả chị? Về hồi nào hả chị? Đi xa quá. Hồi thờ lúc đó giảng pháp thì gặp hoài, nhưng mà sau này đi ẩn tu rồi không thấy. Chị cũng đặc biệt ha, vì mà quyết định tu luôn hả? Từ khi nghe thầy giảng là tu luôn tới bây giờ đó. Hồi đó thì lên chùa, mà sau này ít lên chùa lại, thì cũng ở nhà niệm Phật: thầy ơi, bây giờ thầy về hồi nào? Về mới đây à. Nên từ nơi đó gặp lại mấy trưởng đoàn của chiến. Ô, về hồi cực lạc luôn hả? Ồ, đúng là mừng ghê nha. Gặp mấy vị ở đây. Ở đây thì bây giờ mình chưa biết tên mấy người này, nhưng mà về cực lạc là biết hết. Thấy từng mặt biết hết luôn. Điểm mặt mà tôi nhìn mặt nè, từng người nè, nhìn hết nè. Để chi mai mốt về cực lạc biết hết luôn á. Trong cái giỡn đâu nghe. Bây giờ nguyên một cái dàn người này mà đi về cực lạc là sao? Mỗi buổi sáng tinh mơ, chúng ta nói vậy đi chứ cực lạc không có sáng tối, đúng không? Nhưng mà chúng ta nói theo cái cõi đời đi, mỗi buổi sáng tinh mơ, chúng ta cùng nhau đi đâu? Chắc chắn là những đức là trưởng đoàn. Chắc chắn luôn. Tại vì sao? Người hướng dẫn mới bị về cực lạc thì nó mới là trưởng đoàn ở thế giới cực lạc. Quý vị ở đây là trưởng đoàn dẫn người đi tu, đi đến đây là gặp trưởng đoàn này dẫn dắt là chính, những đức là trưởng đoàn chính, còn mấy bà mà dẫn đoàn là phụ. Chia nhóm là dẫn người đi cúng dường mười phương chư Phật, một lèo một đi vèo 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 nguyên một vàng người này, không cần xe cũng không cần máy bay, tại vì mỗi người công cụ mình là hoa sen. Đã gì đâu, công cụ mình là hoa sen. Quý vị nghĩ đi, trong một niệm thôi là vèo. Trời ơi, trong một cái không gian không có giới hạn đó, tự nhiên đi đến gặp Phật và nghe pháp cúng dường thôi. Mà đi mười phương chư Phật mà trong một niệm, chưa qua một buổi ăn nữa. Ôi, chưa qua một buổi ăn nữa là tới mà trở về thế giới cực lạc rồi. Nó sung sướng nhất là mỗi ngày ở thế giới cực lạc là chim hót thiết pháp, nước chảy thiết pháp. Mà diệu pháp âm này không phải là nghe mà ngủ gục hoặc cười như vậy, mà diệu pháp âm ở thế giới cực lạc là nghe làm sao? Nghe nó làm cho con người mình thư giãn. Mà cái thư giãn ở thế giới cực lạc chúng ta cũng không thể nào giải thích được luôn. Cái thư giãn ở thế giới cực lạc chúng ta không giải thích được. Thí dụ như ở đây chúng ta nghe pháp chúng ta bị phê đi, chúng ta có thể vui cười và thoải mái tâm trạng. Nhưng ở thế giới cực lạc là cái pháp vị ở thế giới cực lạc á, là nó làm cho con người của mình á, là nó dịu hoàn toàn tâm. Nó buông tất cả trần cấu, không còn một cái nghiệp chướng gì nổi lên. Thì con người mình giống như trong thiền định, như cảnh giới của bậc A-la-hán vậy đó. Nhưng mà thế giới cực lạc còn an lạc hơn là bậc A-la-hán, vì cảnh giới cực lạc là cảnh giới Bồ-Tát. Thì nghĩ đi. Ồ, nghe bữa nay rồi mà không muốn về cực lạc nữa thôi, đúng không? Tại vì cái cõi này không có tồn tại, nên phải quyết chí niệm Phật mới được. Đó. Thôi hôm nay chúng ta học đến đây thôi quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.